giới, màn hình iPhone 11 vẫn dễ bị chảy xước. Tại thời điểm ra mắt sản phẩm hồi tháng 9 vừa qua, Apple đã tự tin tuyên bố loạt iPhone 11 của hãng được trang bị lớp kính cường lực cứng nhất thị trường. Tuy nhiên, có vẻ như lớp kính siêu bền trên iPhone 11 chỉ giúp sản phẩm khó bị vỡ hơn khi đánh rơi, chứ không có khả năng chống chảy xước. Chia sẻ trên nhiều diễn đàn công nghệ lớn và trang web hỗ trợ của Apple, nhiều người dùng iPhone 11, bao gồm cả 3 phiên bản iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max đang kêu trời vì màn hình sản phẩm của mình bị chảy xước một cách dễ dàng. Ngay cả khi không hề tiếp xúc với các vật sắc nhọn, nhiều người dùng cho biết nhiều vết chảy xước dường như xuất hiện từ trên trời rơi xuống mà họ không rõ là lý do gì gây ra. Trên thực tế, để khắc phục vấn đề này, người dùng có thể lựa chọn các loại tấm dán bảo vệ màn hình hoặc sử dụng tấm dán cường lực. Tuy nhiên rõ ràng đây không phải là một giải pháp phù hợp cho một chiếc smartphone đắt tiền.